Quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cặp loa kiểm âm phòng thu nổi tiếng đến từ California, Mỹ với cặp loa JBL model S312BE. Được thiết kế với bát siêu trầm đường kính tới 33cm và quả check titanium trên cặp loa kiểm âm phòng thu với câu hình khủng sở hữu chiều cao lên tới 1m trước máy quay. Và đồng thời đây cũng là những cặp loa rất là đẹp khi mà chúng ta trưng bày ở những không gian phòng khách theo phong cách hiện đại với màu vân gỗ màu vàng tươi trên cặp loa JBL S312BE Studio loa kiểm âm phòng thu đến từ California, Mỹ. Mời anh em cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, và chúng ta sẽ thấy được rằng một trong những model loa ở phân khúc bass sub 33 sở hữu giải trầm uy lực mạnh mẽ vô cùng, cũng như sự thể hiện chi tiết đặc trưng của những dòng loa kiểm âm phòng thu mang lại cho những anh em thuộc trường phái được xếp hạng ở giới sành nghe và khó tính, thì đây là một trong những cặp loa không nên bỏ qua. Xin mời quý vị cùng thưởng thức, chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên những tuyệt phẩm loa mà tôi sưu tầm và tuyển chọn trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Chúng ta có thể thấy được sự thể hiện rất là ngọt ngào kèm theo uy lực như sấm của cặp loa S312BE. Quý vị nào có tai phone thì chắc chắn quý vị sẽ thấy được rằng tiếng trầm của nó xuống rất là sâu và nó rất là mạnh. Đây là đặc trưng của dòng BE loa kiểm âm phòng thu đến từ California, Mỹ. Mời anh em cùng quan sát chi tiết trước máy quay. Được thiết kế với phần thùng vân gỗ màu nâu vàng tươi trên cặp loa có phong cách sang trọng đến từ Mỹ. Quý vị có thể thấy được rằng sở hữu chiều cao tới 1m05, ngang 41 và nó nặng tới 62kg. Công suất trung bình cho cặp loa này ở ngưỡng 500W trên trở kháng 8 ohm. Cho model loa kiểm âm phòng thu đến từ California, Mỹ, chúng ta cùng ngắm nhìn chi tiết. Đó, thùng loa của nó rất là đẹp và rất là sang trọng, kể cả thậm chí là phía sau lưng. Đó, quý vị quan sát tổng thể cho phần thùng loa của cặp S312BE. Đó, sau lưng của nó cũng y vân gỗ như vậy luôn, nó rất là đẹp. Và rất là nặng nè.
Với cấu hình được thiết kế trên cặp loa kiểm âm phòng thu này là ba quả loa nổi tiếng của hãng JBL đến từ Mỹ. Một bát siêu trầm đường kính 33 cm, sở hữu gân cao su, xương đúc, nam châm từ khủng và cái ống hơi to như miệng cống về phía mặt trước, mang lại cho uy lực của giải trầm trên cặp loa này nó thể hiện cực kỳ nó phê hai cái lỗ tai. Dù rằng chúng ta có mở nhỏ xíu đi chăng nữa mà quý vị thưởng thức Bolero thì quý vị sẽ thấy được độ phê của cặp loa này. Khi mà chúng ta mở lớn thì quý vị có thể thấy được rằng cặp loa này nó thể hiện đó là phong cách của những cặp loa có uy lực hạng nặng của hãng JBL. Phần bên trên của cặp loa này là một quả trung âm lớn với màng của nó. Chúng ta thấy được rằng với đặc trưng của dòng BE này thì nó sở hữu cái màng màu rất là đẹp. Đó, quý vị quan sát đi ạ. Đó, trung của nó là gân vải phong cong. Một quả check titanium, màng gọi tắt là màng hợp kim, mang lại cho giải check thể hiện những tiếng leng keng rất là phê. Và trên chốc cái logo này thì nó dập chìm luôn chữ JBL. Với phần thông số cũng như cấu hình thì chúng ta đã thấy và quý vị cùng đọc lại cùng tôi. Ở đây thì cái tem này thì ở bên nước ngoài người ta dán cái tem, cái này thì theo mã số gì đó thì tôi còn chưa bóc luôn ạ. Đó, JBL S312BE Studio. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó là loa kiểm âm phòng thu. Chúng ta hiểu nhanh thì nó là như vậy. Trở kháng 8 ohm đến từ Made in USA. Đẹp không ạ? Cặp loa này trưng bày phòng khách thì rất là tuyệt rồi. Với cấu hình khủng của cặp loa này thì chắc chắn chúng ta không bàn luận nhiều đến chất âm. Bản chất là loa kiểm âm phòng thu thì nó đã rất là chi tiết. Và những cặp loa hàng khủng thì nó có cấu hình cao to lớn cũng như là uy lực mạnh mẽ. Có thể chơi ở những không gian 50 tới hàng trăm mét vuông với uy lực của nó là dư thừa. Đó, nhắm mắt ghép nó cũng rất là hay. Bản chất tiếng của nó đã rất hay rồi thì quý vị thấy được rằng tôi đang phối ghép cùng với cấu hình đẩy vang và mic này. Ở đây thì chiếc máy quay chúng ta đang... được thấy rằng tôi đang phối ghép cùng con đẩy Tech M500. Đó, chúng ta quan sát này. Trên con M500 này thì nó có công suất rất là khỏe. 1, 2, 3, này, 4, 5, này, 6, 7, 8 này. Và mặt trên là 16 đèn công suất, và mặt dưới 16. Như vậy là 32 đèn công suất không tính bù áp. 8 con tụ lớn này, cũng như là nguyên cái nguồn xuyến của nó to như cái nồi cơm này. Mặt của nó là mặt phay nhôm rất là đẹp. Đó, con đẩy này nó đánh hai cặp loa thì nó là dư thừa luôn. Quý vị thấy đẹp không ạ? Quản lý nguồn này, đó, có lọc nguồn luôn này, nâng tiếng và giải mã DAC-668 này, mic Shure này, UR36 Plus này, mic cao cấp nhất và hiện đại nhất của Shure, cũng là những loại hay nhất của hãng Shure. Cái mặt hình số của nó rất là to, của nó rất là sang. Đặc biệt rằng trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cùng với con vang cơ nai số Isophone, đó, đẳng cấp không ạ, Isophone luôn ạ. Echo của nó rất là hay. Mạch nọc âm sắc nghe nhạc rất là tuyệt vời và ai cũng có thể chỉnh được. Trang bị luôn Bluetooth, cổng quang cũng như jack cắm USB. Đây nó là một trong những cấu hình khá là tuyệt vời. Với cấu hình của cặp loa khủng trước máy quay, loa kiểm âm phòng thu đến từ California, Mỹ, quý vị có thể thấy được rằng sang trọng thì nó là có thừa, uy lực mạnh mẽ với những không gian phòng khách hàng trăm mét vuông cũng là dư thừa. Điều này thì chúng ta không bàn luận bản chất của loa đã là như vậy rồi. Và tôi chỉ lưu ý và nhấn mạnh với quý vị rằng những dòng loa kiểm âm phòng thu thì bao giờ tiếng của nó cũng rất là chi tiết và rất là ngọt ngào. Sở hữu chất âm của giới xanh nghe và khó tính khi mà chúng ta thưởng thức các dòng nhạc phổ thông nhất hiện có. Như tôi đang mở từ trên TV xuống. Cực sốc, người Việt Nam có cơ hội. Tôi đang mở TV này. Quý vị nào cũng có chất âm này để nghe. Đó, tôi đang cầm cái khiển TV này. Đó, quý vị quan sát này. Rất hay ạ. Quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức những bản nhạc Bolero. Anh em sẽ thấy được cái sự thể hiện rất là chi tiết và chân thực tới từng tiếng gõ leng keng của nhạc cụ nhỏ nhất kết hợp với giải trầm sâu thẳm, cái tiếng bass của nó thả huỳnh huỳnh nội tai nghe rất là phê. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và để chúng ta thưởng thức mức độ thể hiện chi tiết tuyệt đối của JBL S312BE Studio đến từ USA. Bài thánh ca đó còn như trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa khẽ hát theo câu đêm thanh.
long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt mùi hôn dưới tháp chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới tường chúa cao sang, xin cho đôi người